nằm cách thành phố Lai Châu khoảng 90 km. Điểm trường thôn Sân Bay thuộc trường tiểu học xã Phúc Than, huyện Than Uyên là nơi học tập của 96 học sinh từ lớp 1 đến lớp 4, chủ yếu thuộc dân tộc Thái. Nhiều năm qua, điểm trường chưa có thư viện và số lượng sách, truyện dành cho học sinh rất hạn chế. Mới đây, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam và Hoa hậu Hoàn Vũ Hờ Hèn Nghê đã bàn giao công trình thư viện thân thiện cho các em học sinh tại điểm trường này. Thư viện thân thiện được thiết kế trong công trình container do hãng vận tải của Israel tài trợ, đặt trong khuôn viên điểm trường. Thư viện được đầu tư thiết lập các đầu sách truyện thiếu nhi và thiết bị phòng học hoàn toàn mới. Ngày xưa chưa có thư viện, bọn con đọc sách ở trong thư viện nhỏ ở góc lớp. Còn bây giờ có thư viện rồi, mỗi giờ, mỗi tiết của thư viện, bọn em sẽ được đọc sách ở trong thư viện. We try to contribute something. Thay mặt nhà nước Israel, chúng tôi cố gắng đóng góp một điều gì đó cho người dân ở vùng đất xa xôi này ở Lai Châu. Trẻ em ở đây không có nhiều điều kiện, nhiều em sống rất xa điểm trường. Tại điểm trường này, thậm chí không có phòng để làm thư viện. Chúng tôi mang tới đây thư viện và cả phòng làm thư viện để tạo cho các em cơ hội về một tương lai tốt đẹp hơn. Khi mà nghe thầy cô chia sẻ rằng là ở đây á, các em chỉ thấy đồi núi thôi và không có ai để có thể là truyền cảm hứng và cho các em cơ hội nhìn thấy là ở ngoài kia còn rất là nhiều điều thú vị để các em phải cố gắng. Và khi mà hẹn nghe được câu chuyện đó thì hẹn thấy rằng cái thư viện mình gửi tặng cho Lai Châu ở tại địa điểm hai điểm trường mà mình lựa chọn thì thấy thật sự để lại một cái gì đó thật sự rất là ý nghĩa dành cho các em. Và mình cảm thấy rất là xúc động và hẹn nghĩ là hành trình của mình trong thời gian tới sẽ tiếp tục đi đến những cái vùng khó khăn như vậy và nhất là vùng các em đồng bào dân tộc thiểu số để hỗ trợ tiếp tục cho các em. Chúng tôi là một công ty Israel đã có mặt ở Việt Nam nhiều năm. Chúng tôi tin vào việc đóng góp trở lại cho xã hội trên khắp thế giới. Dự án này còn đặc biệt ý nghĩa với Việt Nam. Nó liên quan đến công việc của chúng tôi. Nó sẽ có giá trị lâu dài bởi đây là một dự án mang tính giáo dục. Đây là một phần trong chương trình cộng đồng nhằm xây dựng hai thư viện và nâng cao văn hóa đọc ở tỉnh Lai Châu với một điểm thư viện còn lại ở huyện Phong Thổ. Đây là lần thứ hai Đại sứ Israel và Hoa hậu Hờ Hèn Nghê trao tặng thư viện thân thiện tại các trường tiểu học miền núi. Tháng 1 năm 2022 vừa qua, hai bên đã cùng bàn giao hai thư viện tại Mèo Vạc và Bắc Mê của tỉnh Hà Giang.